Xin chào, tôi là MC Hồ Lô. Còn tôi là MC Thọ. Hôm nay có tin tức gì thú vị, cùng chúng mình khám phá ngay trong bản tin mùng 1 tháng 6 nhé. Thọ ơi, bạn có thích xem phim hoạt hình không? Mình rất thích. Hồ Lô có thể gợi ý cho mình một số phim hoạt hình gần đây được không? Mình rất thích Thế Giới Ô Tô. Còn mình rất thích xem Công Chúa Băng Giá. Cùng xem trên truyền hình FPT nhé. Nhân dịp Tết Thiếu Nhi, truyền hình FPT tặng 1.600 e-voucher cho cán bộ nhân viên tập đoàn FPT trên toàn quốc. E-voucher được sử dụng khi xem phim có phiếu trong mục phim truyện. Với e-voucher này, khách hàng sẽ được xem phim miễn phí hàng loạt phim hoạt hình từng khiến các rạp trên thế giới chao đảo. Có thể kể đến như Bác Sĩ Dorito, Nữ Hoàng Băng Giá 2, Coco đều có giá 0 đồng. Hồ Lô ơi, khi nhặt được đồ vật của ai đó làm rơi thì mình phải làm gì? Thì mình phải trả lại cho người đó ngay. À, mình biết một câu chuyện này. Anh Nguyễn Ngọc Hùng ở Hà Nội 2 trên đường đi làm đã nhặt được một chiếc ví có rất nhiều tiền. Sau đó anh mang lên đồn công an để trả lại cho người đánh mất. Hành động này rất đáng được khen. Bây giờ chúng mình cùng xem các cô chú nhà cáo vẽ nhé. Ô, các cô chú vẽ xấu thế. Các cô chú vẽ chẳng lớn nhau gì cả. Các cô chú ơi, dạo này cá mập cắn cát nhiều. Các cô chú nghe mà có mệt không? Không sao đâu, ở nhà cháu cũng bị mẹ cháu mắng nhiều lắm. Các cô chú cố lên. Thời lượng của chương trình mùng 1 tháng 6 đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thiếu nhi được mua đầy đồ chơi.